chào các bạn, trước mặt các bạn ở đây đang là một bầy cá ranchu. Và cái size này hiện nay nó tầm khoảng 2 ngón tay hở rồi nha các bạn. Các bạn thấy được là cái bầy cá này nó khá là nhiều màu sắc. Như vậy thì cái tiêu chí của đánh giá của một cái bầy cá ranchu là nó như thế nào? Đó, các bạn để ý đầu tiên đó nó là cái lưng của con cá ranchu. Khi nhìn là cái lưng của nó phải là cong đều nha các bạn. Nó cong đều và nó không được gãy hoặc là chỗ lồi chỗ lõm, thì đó là cái tiêu chí là nó không được đẹp. Thứ hai là cái gốc, cái lưng của con cá ranchu là cái bản của nó rộng thì là con cá nó sẽ được đẹp hơn. Và cái đầu của nó là nó phải to. Cái đầu nó to thì nhìn nó con cá nó sẽ mạnh mẽ hơn đúng không các bạn. Cái tiêu chí nữa để mà đánh giá một con cá ranchu đó là cái đuôi của nó, thì cái đuôi nó phải cong và nó hợp với lại cái lưng là một góc vào khoảng tầm 45 độ là con cá đẹp nha các bạn. Cái đuôi thì cái vành đuôi nó phải to và khỏe, nó không có quá dài thì sẽ làm mất cái cân đối của cái con cá như thế này. Và một cái tiêu chí nữa đó là về cái bụng của nó, thì khi các bạn mua thì các bạn nên lựa những cái con cá mà cái bụng của nó tròn đều, nó không có bị lệch. Có nhiều con cá là nó bị lệch, khi các bạn nhìn vô thì nó có bên to bên nhỏ, khi chúng ta nhìn từ trên xuống đó các bạn nhìn ngang thì nó sẽ khó biết hơn. Cho nên là các bạn mua thì cần phải lưu ý những cái này. Đối với lại về vảy của con cá ranchu, thì vảy của nó thì các bạn lựa những cái con mà vảy mịn đều, thì đó là những cái tiêu chí để cái con cá nó đẹp hơn. Và một cái vấn đề nữa đó là màu sắc của con cá. Thì cá ranchu nó thường có một số cái màu căn bản, như là toàn thân của nó có màu đỏ đậm và đuôi nó cũng màu đỏ luôn nha các bạn. Thứ hai nữa là toàn thân và đuôi của nó có màu cam, nó hơi hừng đỏ thôi chứ nó không đỏ hẳn. Và cái thứ ba là trước mặt các bạn đang nhìn là nó thông thường nó phối trộn giữa hai màu đỏ và trắng. Thì nếu như các bạn lựa thì những cái con mà màu trắng sữa là màu trắng tươi như vậy thì lên nó sẽ đẹp hơn. Và một cái nữa nó là những con mà cái vảy của nó đỏ nhưng mà nó có những cái điểm trắng, hoặc là những con cá ranchu thì nó trắng hẳn, hoặc là có những con cá ranchu thì nó màu đen là đen đậm đó các bạn. Khi các bạn quyết định nuôi cá ranchu thì các bạn cần phải lựa chọn cái con cá khỏe để cho cái dáng bơi của nó khỏe mạnh nha các bạn. Nhưng nó bơi mà nó bị lệch bên thì nó sẽ không đẹp. Và một điều các bạn cần phải lưu ý là trước khi chúng ta bắt cá về thì chúng ta cần phải chuẩn bị nước thật là kỹ. Tốt nhất là trước khi một tuần, và chúng ta cần kiểm tra lượng oxy hòa tan và các chất trong nước để đảm bảo cho con cá nó được khỏe. Đối với cá ranchu thì các bạn nên cho ăn một ngày 2 lần hoặc là một lần cũng được, nhưng chúng ta không nên cho ăn quá no nha các bạn. Quá no có thể là dư thức ăn làm cho ô nhiễm nước hoặc con cá nó bị bệnh tiêu hóa nó chết các bạn nha. Đó là một số điểm các bạn cần phải lưu ý nha.